chiều rộng của cửa thác là con suối là 10 mét các bạn, trên 10 mét, chắc ta 15 mét này các bạn ơi, 15 mét. Dây nó phủ hết rồi các bạn, dây nó leo lên nó phủ hết, nó cao lắm, nó cao mấy chục mét, 20 mét đó các bạn, mà nó phủ hết rồi. Bây giờ nó mình chỉ review được dưới chân thôi, tầm 3 mét 5 mét thôi các bạn, chứ không có cây dây nó phủ hết mình quay không được các bạn, mình không thấy. Nếu mình quay lên dây các bạn đâu có thấy đâu, thấy lá cây không, nhưng mà mình quay dưới đây là nó trống ra mình mới thấy được cái vẻ đẹp của đá bà giang mà nó trụ các bạn, y xì gành đá dĩa đây, và gành đá dĩa là một các bạn, không có gì khác hơn. Nhưng mà đá dĩa là ở trên cái mặt của nó bằng. Chú ảnh đang đi lấy gấp lưới hàng thỏ, và chú ảnh đang đi lấy củi thêm. Cũng có lửa. Giờ chú ảnh đang nhúm lên làm. Lửa đã cháy rồi. Ngoài lửa. Hôm nay nướng mờ gà cả nha. Đến là cái bếp cũ. Mình chỉ đi chặt củi rồi bỏ củi vô thôi là nó cháy lại. Xa xa hướng kia có cái kè kêu.
lửa nó ấy rồi. Bây giờ chờ chút ảnh vô rửa xong rồi bắt đầu mình nướng coi. Chú ảnh đang làm gì đấy chú? Giờ chuẩn bị nướng. Bắt đầu bỏ lửa lên nướng món ăn đặc biệt chấm cuối. Rớt cuối là gì chú? Cái mặt có thằng kia nó có con kia mổ lần ra cái ao là cá nó cá làm bạn với nó rồi này tung dạ rồi bắt đầu nướng. Không có, mình đi làm không có bao giờ mình sợ cái chuyện cháy rừng. Chủ động bảo vệ rừng. Món hấp dẫn. Dạ. Mời gà nướng cả nha. Đúng rồi. Dạ. Cái tim ok ạ. Cái tim một đông ạ. Mình quay cái sóng rồi nó trở qua rồi nó kiếm mình quanh lòng hết á. Đó, chiều chiều chiều. Thơm. Chụp nó kêu rồi. Dạ. Thì đấy con chiều nay giờ nó lên nhắm mắt lên dấu giờ nó đâu có hàng mẫu đâu cũng muốn đang giống muốn đang cũng được chú làm buộc phải đang rồng chú nó đang lên á. Dạ lên mình nắm lấy thật cơ. Nổ lấy thật cơ. Nhớ đợt mùa mưa chú chéo chạy bỏ chạy. Đợt cái vui rồi. Đây là nó nổi nó mở. Đấy. Nổ đốt pháo.
còn đốt pháo như đợt chú chéo mình mà đòi vô trong đấy thôi nha. Nó dân đấy đúng vậy nữa đâu cho vô. Vì sao lỡ nó dân đồ trúng thì sao, nổ mình quay chém rớt điện thoại 3 lần mà. Vậy mà video đến giờ nó cũng đang lên từ từ. Pháo á, thấy nó cũng còn lên. Đúng không, kiên trì. Thơm quá. Giờ chín rồi cả nha, rất là hấp dẫn. Đưa thằng về tới là gặp chú. Đưa thằng về tới là gặp anh. Cháu mà nói mấy cái cháu ở chỗ đưa một xíu là tới. Cháu nó ôm hết. Dạ. Hấp dẫn quá. Này lên chấm với chanh như nãy y bài. Đây anh y bài luôn. Rồi, giờ bắt đầu đi thưởng thức. Món này là món mờ gà cả nha. Nó giống như đừng nói chuyện mà gánh cháy. Có như mình lên thì lên được mà xuống xuống được. Dạ. Cứ tiếng thối lượng nào mà luôn. Bằng bọc. Chưa như quay chi bằng vô bằng hình nữa. Đảm bảo quá. Mất ngon. Mất ngon nhỉ.
coi. Thích thức món mơ gà. Cho mấy con lưng không? Mày nó đi tháng năm động cũng muốn. Cứng lắm nha. Nhớ ăn ngà gì nữa. Đây bột phải cứng nha. Chuối này.
cho ăn lan cắt. Mấy con